Lời đầu tiên anh xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ Trung Quốc. Hôm nay em tiếp tục lên đây một clip gồm 9 càng câu nha. 9 cây càng câu này, 9 càng câu chiên cho anh em đi lua cá lóc, cá chẽm, săn hàng. Thì sẽ có 6 cây, bên đây là 6 cây hàng thương hiệu May Gáp nha anh em. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước thanh toán, nếu hàng lỗi không cho em lên thì em sẽ nhận lại. Rồi, cảm ơn anh em. Câu cái thứ nhất anh em tham khảo. Đây, cây thứ nhất là một cây hàng của nội địa nha anh em. Cây này cây chim lút giữa hàng chất liệu carbon, phen là phen hãng, bát là bát hãng luôn. Đó, cây này cán bằng nha mọi người, cán bằng thì chất liệu carbon đi. Đó, hàng carbon. Đó, hàng này thì độ cứng là MH nha mọi người, độ cứng MH, bu thường, bát thường, phen thường luôn. Ngoại hình thì còn ok, chúng thì nó có xước sát lên nè, chóc lớp sơn bóng ra thôi. Đây, chóc lớp sơn bóng, phen thì ok, xử thì ok hết. Đó, không lỗi gì hết nha. Bát ok luôn. Cái này nặng 120g, đọt 2 ly 3, tải mồi từ 10 đến 30 gram nha anh em, tải mồi từ 10 đến 30 gram. Đây, thương hiệu đây, chất liệu carbon. Đó, độ cứng là MH. Cái này dài 2m4, dài 2m4, tải mồi từ 10 đến 30g. Đó, super lút, cán bằng. Đó, ngoại hình có xước sát nha anh em, xước sát, chóc có lớp sơn bóng thôi chứ không ảnh hưởng gì đâu. Đó, đây, cái này thì chiên cho anh em đi câu lua nha, câu lóc, câu chẽm. Rồi, giá công khai cái này là 350k, cái số 1. Tiếp theo sẽ là cây số 2. Cây số 2 là một cây cần hức lực hút kỳ. Đó, cây này của Korea nha mọi người, cây này Korea. Ngoại hình nó gây tầm khoảng 90-95% nha. Đây, cán màu tím nha anh em. Đó, cán màu tím, anh em hợp màu tím thì lấy cây này về. Đó, chất liệu là carbon, phen là phen Fuji nha. Chất liệu carbon, phen là phen Fuji. Đó, carbon sáng nổi nha, tem sức nhật đầy đủ. Soi kỹ cho anh em xem luôn, ngoại hình còn rất là ok. Độ xước sát thì rất là ít luôn. Phen Fuji nha anh em. Phen Fuji. Đóng chữ Fuji anh em. Cây này thì sản xuất tại Korea. Xuất thị trường Nhật. Cây này dài 1m8 nha mọi người, dài 1m8, tải mồi từ 2 đến 18 g, tải dây từ 4 đến 12 lb. Đó, thì bát là bát hãng. Ngoại hình xuất sắc, ok. Đó, rồi giá công khai cây số 2 giá là 500k mọi người. Cây này chiên cho anh em lua anh nè, lua máy đứng nha. Đó, hàng anh em lua lóc, lua nháy hơi gì đó. Đó, ngoại hình còn khá là đẹp, giờ 1m8, giá 500k. Tiếp theo sẽ là cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người là một cây cán súng nha anh em, cây cán súng. Đó, cây máy ngang nha, máy ngang cán súng, chất liệu thì chất liệu carbon sẵn anh em thể thấy. Hàng này hàng của Suzumi, hàng Korea, xuất thị trường Nhật nha mọi người. Tem đầy đủ nha, tem vàng đầy đủ, carbon sẵn thì khỏi bàn. Cây này thì cán súng nó được bọc da nha anh em, cái này phần da. Da này của Fuji Japan luôn, bát là bát Fuji Japan nha anh em. Đó, cây này dài 1m65. Dài 1m65, độ cứng là L nha anh em. Dài 1m65, độ cứng là L. Đó, chị anh em có máy ngang, đua lóc, chẽm, đua biển, câu mực. Cây này nặng là 140g, đọt là 1 ly 9 nha anh em. Nặng 140g, đọt 1 ly 9. Giá công khai là 400k nha mọi người. Giá công khai 400k. Phen là phen Fuji nha anh em. Phen Fuji nha. Phen Fuji. Đó. Rồi, tiếp theo là những hàng của Minecraft. 6 cây nha mọi người. Cây thứ nhất là một cây Minecraft.
cây mai rắp, cây này hàng, những cây mai rắp này là hàng lướt nha anh em, hàng anh đã được sử dụng qua nhưng mà hàng lướt đó, cực kỳ mới luôn. Bát là bát Pussy mai rắp, cây này Grow Ancient. Ngoại hình còn cực kỳ xuất sắc nha mọi người, không có xuất sắc đóng muối đóng biển gì hết, còn rất là ok luôn. Cây số 4 là một cây mai gấp mấy gang ngang nha, cây mai gấp mấy ngang, bát cực kỳ đẹp luôn. Hàng mai gấp này là hàng China xuất kỳ trường Nhật nha anh em, bu là bu chống sắn luôn, chất liệu là chất liệu carbon. Cây số 4 dài 1m98, cây số 4 dài 1m98, nặng 100g, đọt là 1 ly 7, tải mồi từ 7 đến 21g nha mọi người, tải mồi từ 7 đến 21g. Cái này độ cứng tương đương với M nha anh em, độ cứng là M đó. Phen này phen cực kỳ ok luôn, đẹp Pussy, ngoại hình thì xuất sắc rồi, khỏi bàn, nó ra tầm khoảng 90-95% nha anh em. Rồi giá công khai cây mai gấp số 4 là giá 1.3 triệu nha mọi người đó, giá 1.3 triệu. Cây này chia cho anh em lô lóc nha, lô lóc chẽm. Tiếp theo sẽ là cây số 5, vẫn là một cây hàng mai gấp đó. Cây này mai gấp, hàng chất lượng vẫn là chất lượng carbon, fan là fan Pussy đó. Hàng cực kỳ đẹp nha mọi người, cây này hàng lướt luôn nha nha, cái này em hốt được nguyên lô luôn, nguyên lô tầm có 6 cây thôi đó. Cực kỳ đẹp luôn đó. Nói chung thì nó chỉ thiếu cái hộp thôi đó, thiếu cái hộp với cái bao thôi. Hàng này khỏi chê vào đâu thôi ạ, cán bằng 3 khúc cán đều cao. Đây, độ cứng cây này là độ cứng mờ nha anh em, độ cứng mờ. Hàng cực kỳ đẹp luôn. Cây số 5 dài là 2m07 nha anh em, 2m07. Đó. Độ cứng mờ. Nặng là 120g, đọt là 1 ly 6, tải mồi từ 7 đến 21g nha anh em, tải mồi từ 7 đến 21g. Chia nha anh, tính nháy thật nè. Đó. Lua cầu bạo lực. Ngoại hình cực kỳ đẹp nha. Đó. Những cây này thì em dám đảm bảo cho anh em luôn, về thấy xước nặng quá thì trả về cho em. Đó. Rồi giá công khai cây số 5 vẫn là 1.3 triệu nha anh em. Đó. Mai gáp thì em bán đồng giá 1.3 triệu. Đó, giá này 1.3 triệu cây số 5. Tiếp theo sẽ là cây số 6. Cây số 6 vẫn là một cây mai gáp. Cây này độ cứng MH nha mọi người, độ cứng MH. Vẫn là hàng ok hết, ngoại hình trên 90-95%. Bu vẫn là bu chống sắn, hàng carbon, càng màu xanh, chuyên cho anh em săn hàng. Mấy cây này là ok khỏi bàn, hàng này chỉ thích sử dụng Nhật thôi nha anh em. Đó. Cây này vẫn là dài 2m07 nha anh em, 2m07, nặng 130g, đọt 1 ly 7, tải mồi từ 7 đến 28g. Cây này độ cứng MH nha anh em, độ cứng MH, anh em đánh nháy thật săn hàng này quất cái này. Đó, độ cứng MH, tải dây từ 12 đến 20 lb nha anh em, tải dây từ 12 đến 20 lb. Hai cây kia quên đọc thông số tải dây rồi, đó vậy anh em mình bóc hỏi em trả lời luôn. Đó. Rồi, giá công khai vẫn là 1.3 triệu nha anh em, giá công khai vẫn là 1.3 triệu, hàng cực kỳ ok luôn. Mấy cây mai gáp nãy giờ lên là mấy ngang thôi nha mọi người. Tiếp theo sẽ là cây số 7. Cây số 7 là một cây mai gáp săn hàng, độ cứng H. Đó. Hàng thì ngoại hình xuất sắc rồi, khỏi bàn. Không có xuất sắc thì nhiều hết nha mọi người. Chất liệu là chất liệu carbon. Đó. Cực kỳ đẹp đúng không ạ, độ cứng H nha, độ cứng H,
Myrap Bass Fuji Fan Fuji mấy ngàn bu thì ok rồi, khỏi bàn. Cây này thì cây này dài 2m1, độ cứng H, tải dây từ 12 đến 25 lb, nặng là 140g, đọt là 1 ly, đọt là 2 ly 5 nha anh em, đọt 2 ly 5, tải mồi từ 14g đến 28g. Cây độ cứng H này là cây chuyên săn hàng nha, rất là cứng luôn anh em, đánh lóc bông nè, đánh chẽm, đánh mú, bút cây này về đánh săn hàng. Đó, độ cứng H thông số nó đây nè, tải dây từ 12 đến 25 lb. Giá công khai vẫn là 1,3 triệu nha anh em, 1,3 triệu. Ngoại hình cực kỳ ok, xuất sắc nha. Rồi tiếp theo sẽ là hai cây cuối cùng, hai cây máy gáp máy đứng đó, hai cây máy gáp máy đứng đó. Hàng cực kỳ đẹp nha anh em, đó cán là cán bằng 2 khúc đó. Hàng cực kỳ đẹp nha anh em, máy đứng nha, cây này là cây máy đứng. Thì máy ráp thì em có chỉ hai cây máy đứng thôi đó. Mà fan là fan Fuji, hàng lướt qua nên còn ngoại hình cực kỳ mới nha mọi người đó, chỉ thiếu cái hộp nha, hộp với giấy khai sinh gì đó, đó. Máy ráp fan này vẫn là fan Fuji, bát vẫn là bát Fuji, hàng China xuất nội địa Nhật. Cây này thì nặng dài là 1m98 nha anh em, cây này dài 1m98, nặng là 90g, đọt là 1 ly 4, tải mồi từ 0.8g đến 5,25g nha mọi người. Cây này độ cứng là UL nha, cây này độ cứng UL đó, anh em lùa suối nè, đánh cảm giác thì lấy cái này đánh UL nên rất là dịu nha anh em đó. Thì tải dây từ 3 đến 6 lb nha anh em, tải dây từ 3 đến 6 lb đó. Hàng ngoại hình cực kỳ đẹp nha. Rồi giá công khai là 1,3 triệu cộng ship nha. Rồi tiếp theo sẽ cây cuối cùng, cây số 9, cây số 9 vẫn là một cây mai rắp, hàng máy đứng nha nè, cây mai rắp hàng máy đứng đó. Ngoại hình thì khỏi chơi, hàng lướt thì ngoại hình khỏi chơi. Cây này độ cứng là độ cứng M, chuyên anh em đô lóc nha, độ cứng M chuyên cho anh em đô lóc, tải dây từ 6 đến 12 lb, tải mồi từ 5.2g đến 14g nha. Thì cây này nặng 100g, đọt là 1,9. Hàng ngoại hình cực kỳ đẹp nha anh em, đẹp xuất sắc luôn. Dài 1m98 nha anh em, dài 1m98, hàng mai gấp, hàng lướt qua nên tất cả các fan nè, không có xước xác gì nhiều hết, cực kỳ đẹp luôn, khớp nối nó đây, độ cứng mờ. Rồi giá công khai cây mai gấp này là giá 1,3 triệu luôn nha anh em. Đó là tổng cộng 9 cái cần em ra cho anh em hôm nay. Nếu em ưng cái nào có thể chốt đem số điện thoại, em sẽ tự động liên hệ với anh em. Nếu anh em cần thông tin gì á thì nói em sẽ chụp hình cận cảnh cho anh em xem. Rồi cảm ơn anh em.